rất là nhãn hiệu của Toshiba hả mẹ ba hả? Có báo động nữa. Cái này nó có bị gãy ra, nhưng mà gãy từ bên Nhật. Mấy bác bên Nhật gom đủ luôn, ngay cả hai cái chốt cài này nọ, mấy bác bên Nhật bỏ vô trong cái một cái bịch. Và em cũng còn giữ. Và đẹp long lanh, vừa vào tầm một ngón bàn tay. Nói là con này em thấy rất là hay.